Chào các bạn, nhân hôm nay nhận được một tin nhắn cảm ơn của khách hàng. Tự nhiên bạn tìm ra số Zalo của mình, xong bạn nhắn là em nhớ mãi năm làm cùng cô, đây là cô của mình, em lấy chồng mà mãi không có con. Cô bảo chụp ảnh phòng ngủ để nhờ thầy Linh xem. Một thời gian sau em có con thật, lúc có con em mừng muốn khóc. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những cái cách cơ bản trong phong thủy để hỗ trợ cầu tự có con theo ý muốn. Đầu tiên thì các bạn, như các bạn biết là nhất vận nhị mệnh tam phong thủy, đúng không? Thì một là chúng ta có thể dựa theo lá số, dựa vào lá số để kiểm tra xem là người này có khả năng có con hay không. Chúng ta phải xem trước. Thế nếu mà họ không có khả năng có con chẳng hạn, đúng không, thì chúng ta phải tìm cách kích hoạt lá số. Đấy là cái phương pháp đầu tiên. Hoặc là giống như bên tử vi thì người ta hay nói là không có cung tử tức, không có con ấy, đúng không? Thì chúng ta phải xem là có con hay không, thì chúng ta kích theo lá số. Khi đấy thì chỉ cần dùng cái linh phù ngũ hành thiếu là chúng ta có thể kích hoạt được rồi. Đấy là cái phương pháp đầu tiên. Cái phương pháp thứ hai là dựa theo phong thủy. Dựa theo phong thủy thì cái đơn giản nhất là hàng năm, đúng không? Kích hoạt theo hàng năm, mà trong những cái clip trước thì tôi cũng có hướng dẫn. Và tôi cũng kể một cái câu chuyện mà có bạn ấy kích cửu tử, bạn ấy đọc sách, bạn ấy tự mua quả cầu về, bạn ấy đặt mà cũng có con. Và sau đấy bạn mới tìm để cảm ơn. Thì đấy là một trường hợp là ứng dụng vào phong thủy. Thì cái trường hợp này cũng thế các bạn ạ. Là cô tôi như bảo chụp ảnh để gửi. Thì đấy là những cái cách cơ bản. Cách thứ hai, cách thứ ba là các bạn có thể sử dụng linh phù về cầu tự các bạn. Linh phù về cầu tự, đây là cái linh phù hỗ trợ sinh con theo ý muốn. Trường hợp này sử dụng khi nào? Thực ra có nhiều trường hợp chúng ta không sử dụng được phong thủy thì chúng ta phải sử dụng được đến linh phù. Thì cái câu chuyện này là trước khi tôi vào đại học xây dựng dạy phong thủy thì có nhiều thầy trong trường người ta không tin, và người ta bảo là có cách nào chứng minh được phong thủy có hiệu quả hay không. Thì đầu tiên họ thử tôi là nhà anh này là lấy vợ trước có con, sau đấy ly dị thì anh này lấy chị thứ hai thì 3 năm không có con các bạn. 3 năm không có con thì khi tôi đến nhà để xem thì lại vấn đề như thế này là bàn thờ Phật với bàn thờ gia tiên là để lẫn chung với nhau thì gia tiên không về. Nhưng mà cái vấn đề lớn của nhà anh này là mặc dù là cũng khá nổi tiếng, có kiếm được tiền, tuy nhiên là lại ở cùng bố mẹ nên là mọi thứ là bố mẹ quyết. Bố mẹ quyết nên là anh bảo là bàn thờ anh không được thay đổi, các cái bố trí phong thủy trong nhà là không được thay đổi, bởi vì là bố anh cũng không tin vào phong thủy. Nên là ở cái nhà đấy thì có một cái vấn đề, cái giường của anh rất bé và áp đầu vào vệ sinh thì tôi chỉ bảo là xoay cái đầu ra, xoay đầu giường ra là một, và thứ hai là dùng cái linh phù tự này các bạn nhé. Và sau 6 tháng áp dụng thì có tin vui, và cũng là
con trai các bạn ấy, rất là tuyệt vời. Đấy là cái trường hợp thứ ba và ví dụ thứ để cho các bạn thấy hiệu quả của linh phù. Linh phù cầu tự thì các bạn có thể dùng linh phù đồng, cũng có thể dùng linh phù giấy. Tôi vẫn hay nói thì các bạn biết là linh phù đồng thì bạn nào muốn dài hơi thì cầm dán cái này ở linh phù cầu con thì dán ở đầu giường thì nó hiệu quả nó rất nhiều năm. Đấy, nhưng mà ai muốn cấp tốc thì dùng linh phù giấy, nó hiệu quả nhanh hơn, tác dụng nhanh hơn, nhưng mà nó lại chỉ có tác dụng trong 3 tháng thôi. 3 tháng mà chưa thấy đâu thì lại phải viết lại kiểu như vậy. Hoặc là dùng combo kết hợp cả linh phù đồng lẫn linh phù giấy. Đấy là phương pháp thứ ba, cũng rất hiệu quả các bạn. Nên là tùy cái trường hợp mà chúng ta sử dụng. Cái phương pháp thứ tư là phương pháp uống thuốc đông y. Thì như giống trên trang web của tôi, các bạn thấy có cái rượu bổ thận sinh con trai đấy đúng không? Thì cái đấy là tôi không đưa hết lên. Trước thì tôi có trang web tôi chuyên hỗ trợ các bạn về cái mảng này, nhưng mà khi tôi quyết định không tập trung vào đông y thì tôi bỏ trang web đấy rồi. Thì có thể uống thuốc đông y để hỗ trợ cả cho chồng lẫn cho vợ thì cũng có thể sinh được con trai. Tôi kể có một cái câu chuyện là có một ông bạn, gọi là bạn vì ngày xưa hồi bé học cùng lớp một năm, nhưng mà sau này cũng hành nghề phong thủy, tất nhiên là phong thủy theo trường phái dân gian thôi. Thì anh có 3 đứa con gái, thì tôi bảo là để tôi xem và tôi tư vấn cho, nhưng mà anh tự ái vì anh cũng bảo là anh là thầy nổi tiếng. Tuy nhiên là tôi cũng bảo với anh là bây giờ anh làm phong thủy kiểu gì mà anh để 3 đứa con gái mà khách hàng của anh vẫn tin anh được thì tôi cũng chịu. Ở đây không phải phân biệt giới tính nam nữ, mà vấn đề là bản thân ông là thầy phong thủy, ông không kích hoạt được cho bản thân mình để con trai đúng không, nhưng mà ông lại đi tư vấn cho người khác. Thế mới lạ, mà rất nhiều người vẫn tin. Nên là khi một ông thầy tư vấn cho bạn là để con trai thì bạn phải hỏi xem là ông ấy có con trai không đã. Không lại bảo là tôi có kinh nghiệm để 3 cô con gái, bây giờ tôi hướng dẫn anh ngược lại. Mấy năm bận là tôi không gặp lại thì không biết là có đẻ thêm được cô cậu nào không, tôi không hỏi. Tuy nhiên là một chi tiết thì tôi kể cho các bạn thấy là bản thân thầy phong thủy mà không làm được thì làm sao mà tư vấn được đúng không? Về còn hôm nay thì vì cuối ngày tôi trao đổi nhanh thì lắm bạn nhắn tin gọi điện quá nên bây giờ tôi lại phải đi trả lời đã. Còn tôi trao đổi qua để các bạn biết có những cái hình thức cơ bản. Có những thứ thì tôi đã hướng dẫn các bạn rồi, chẳng hạn như đặt kích hoạt phong thủy theo năm này. Tứ trụ thì kích hoạt dễ rồi, các bạn xem biết kích hoạt, ai học tứ trụ thì cũng biết kích hoạt này. Linh phù thì có linh phù đồng sẵn rồi đúng không? Nói chung là đều dễ rồi, còn mỗi đông y thì sau này ai thích học thì tôi hướng dẫn nốt. Nói chung là những cái kinh nghiệm về hướng dẫn sinh con thì đều chia sẻ với khá nhiều, chia sẻ với các bạn khá nhiều. Còn nếu mà có cái nào chưa hiểu hoặc muốn hỏi thì các bạn cứ hỏi, thì tôi sẽ lại làm clip hướng dẫn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.